Sáng ngày 1 tháng 9, các cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa dầu nhớt của một doanh nghiệp trên đường Lạc Long Quân, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại kho chứa dầu nhớt trên vào rạng sáng cùng ngày. Ngọn lửa bốc cao hơn 10 mét, bao trùm toàn bộ kho chứa dầu nhớt, kéo theo cột khói cao hàng chục mét. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 3 công an Lâm Đồng huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không cho cháy lan sang các ngôi nhà xung quanh. Tuy nhiên, trong kho hàng chủ yếu là dầu nhớt, lốp xe dễ cháy nên lửa vẫn cháy âm bên trong. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến nhà cửa của một số gia đình xung quanh vì sức nóng quá lớn từ đám cháy. Thông tin ban đầu cho biết đám cháy đã thiêu rụi 5 ô tô các loại cùng hàng trăm thùng dầu nhớt, lốp ô tô bên trong kho hàng.